Xin chào tất cả mọi người đã đến kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Hôm nay thì mình về hơi nhiều hàng nha, để mình để không có chỗ để quay cho nó hết khung hình nên mà để nó tùm lum nha, mọi người thông cảm giúp. Anh em nào muốn mua hàng ở bên mình á, mà ở thành phố Hồ Chí Minh có thể qua bên mình xem hàng trực tiếp. Địa chỉ của bên mình là số 28 xẹt 15 đường Nguyễn Tư Giản, phường 12 quận Gò Vấp nha. Còn anh em nào ở tỉnh thì bên mình có bán hàng theo hình thức là ship code luôn, ship code toàn quốc luôn, anh em nhận hàng kiểm tra hàng test máy ok là nhận nha. Bên mình bán hàng sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng và bên mình có nhận giao lưu trao đổi tất cả các dòng máy luôn nha. Anh em nào muốn lên đời hay gì thì cứ bên mình có giao lưu luôn nha. Anh em mua hàng á vui lòng gọi tới số điện thoại này nè, 0839 444 400 nha. Hoặc có thể nhắn tin qua Zalo qua số này luôn nha, 0839 444 400. Số điện thoại mình có để dưới phần mô tả nha mọi người. Thì hôm nay mình có một số máy giới thiệu tất cả anh em luôn. Đầu tiên đây là cây Winmax Joy 2 cộng nha. Joy 2 cộng con này nó trầy cũng hơi nhiều. Con này bên mình thanh lý với giá 1 triệu 350 ngàn nha. Con này RAM 2 bình nhớ trong 32, màn hình 6.3. Joy 2 cộng nha. Con này là con Xiaomi Mi 8 Lite nha, RAM 4 bình nhớ trong 64 GB. Máy thì hình thức đẹp như mới luôn nha, đẹp 99% như mới luôn, không một vết trầy luôn á. Con này là RAM 4 GB, bộ nhớ trong là 64 GB, chip Snapdragon 660 nha, màn hình tay thỏ 6.3, độ phân giải Full HD, camera kép vân tay một chạm. Con này bên mình đang bán với giá là 2 triệu 250 ngàn nha, 2 triệu 250 ngàn, máy đẹp như mới luôn nha mọi người, máy đẹp như mới luôn. Mi 8 Lite nha, máy đẹp như mới, bên mình đang bán giá 2250 nha. Hôm nay mình có một cặp, đây là Xiaomi Redmi Note 9 Pro nha. Con này là máy đẹp như mới luôn, màu trắng và màu xanh. Hai con này là RAM 6 GB nha, bộ nhớ trong là một bản 128 GB. Máy đẹp như mới, bảo hành con này phải tầm trên 15 tháng nữa nha. Hàng chính hãng, Note 9 Pro, RAM 6, bộ nhớ trong 128 nha. Đây, bản 128 GB nha. Bản 128 GB này thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu 650 ngàn nha. Note 9 Pro. Con này chạy con chip 720G, camera 64 chấm nha. Bộ nhớ trong máy mình nhiều quá, mọi người thông cảm giúp. Và mình có một cặp Note 9 Pro đây nữa. Cặp này là 64 GB. 64 GB thì bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 350 ngàn. Cấu hình y chang nha, màn hình rất là to, màn hình con này là 6.8 inch. Oppo K3 nha, con K3 này thì nó hơi trầy viền nha, trầy hơi móp nhẹ thôi. Con này RAM 6 và nhớ trong 64 GB, Oppo K3. Con này là chip Snapdragon 710 nha, màn hình là màn hình AMOLED luôn, màn hình 6.5 inch. Camera trước trượt lên và camera sau là camera kép Oppo K3 nha. Con K3 này thì bên mình đang bán với mức giá là 3 triệu 550 ngàn nha, máy cán nhẹ 3 triệu 550 ngàn. Con này là con Mate 30 Pro, Huawei Mate 30 Pro nha. Mate 30 Pro thì bên mình đang bán với giá là 10 triệu 550 ngàn nha. Con Mate 30 Pro thì nó hàng chính hãng, bảo hành từ tháng 2 và chưa có CE Play nha mọi người. Còn con này là con Oppo, con Samsung A31. A31 thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu 850 ngàn nha. Con này lưng nó hơi trầy. Nói chung là bên mình giới thiệu máy thì cũng giới thiệu nó thật sự với mọi người là đọc giá thôi, chứ máy giờ rất là nhiều, mình còn cái này rất là nhiều máy nên mọi người thông cảm giúp mình nha. Có cấu hình thì nếu mọi người muốn mua con gì thì cấu hình mọi người search trên mạng là ra, là search trên mạng nó sẽ cho mọi người là cấu hình. Con này con Samsung A70 nha, hàng chính hãng luôn. A70 thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu 950 ngàn nha. Vivo V19. V19 thì bên mình có màu đen và màu 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 đen và màu màu bạc luôn nha. Để mình đọc giá từng cây luôn cho dễ, tại mấy cái này nó mỗi cây mỗi giá nha. Con này thì nói chung là máy hàng ngoại hình thì viền hơi trầy, tầm 97 98% nha. Đó. Màn hình con này là tầm cỡ 6.5 inch, RAM 8 và nhớ trong 128. Con V19 màu đen này máy thì có trầy viền nhẹ thôi. Thì bên mình đang bán con này với mức giá là 5 triệu 250 ngàn nha. 5 triệu 250 ngàn cho con màu đen này.
Và con màu bạc nè, con màu bạc này nó có một vết chày ngay chỗ kính này nha, này chày ngay chỗ kính. Con màu bạc này thì bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 150 ngàn nha, màu bạc 5 triệu 150 ngàn. Con màu bạc này nó chỉ chày mà kính một xíu đó, xíu thôi, còn nói chung là ngoại hình nó đẹp keng chín chín nha. Còn con này mình có một cây đây cũng đẹp luôn, con này bên mình cũng bán với giá là 5 triệu 250 ngàn nha, V19. Samsung A51 nha, con này trầy hơi nhiều, trầy vỏ hơi nhiều nha. Con A51 này thì RAM 6 và nhớ trong 128, bên mình thanh lý con này với giá 4 triệu 050 ngàn. Và cây màu xanh này nha, màu xanh này đẹp 99%, bên mình sẽ thanh lý cái màu xanh này với giá là 4 triệu 650 ngàn nha. Đó. Còn cây là cây V19 Neo nha, Vivo V19 Neo, RAM 8 GB luôn và bộ nhớ trong 128, chip 6 75. Con này thì đẹp 99%, bên mình đang bán con này với giá là 4 triệu 450 ngàn nha, V19 Neo. Nói chung là cái mức giá này là khá là ok nha mọi người. Con này là con Oppo F11 nha, F11 thì máy 97-98% thôi. Con này thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu 050 ngàn nha. Reno 4 thì mình còn hai cây, đen và xanh. Reno 4 thì bên mình đang bán với mức giá là 5 triệu 650 ngàn nha, Oppo Reno 4. Redmi C5i chứ, con này Redmi 5i, RAM 4, bộ nhớ trong là 64. Con Redmi 5i này thì máy đẹp 98%, chip 665, pin 5000, màn hình 6.5. Con này bên mình đang bán với mức giá là 2 triệu 550 ngàn. Oppo A7 nha, A7 thì máy đẹp 99, RAM 3 và nhớ trong 32. Con A7 này thì bên mình đang bán với mức giá là 2 triệu 150 ngàn nha. Hôm nay thì mình đi nhập hàng về rất là nhiều nên mình lên video hơi trễ. Oppo A52 nha, A52 máy đẹp 98-99% nha, Oppo A52, RAM 6 và nhớ trong 128. Con này bên mình đang bán với mức giá là 4 triệu 050 ngàn nha, Oppo A52. Nè, Redmi 6i nha, Redmi 6i thì bên mình đang bán với mức giá là 2 triệu 750. Con này nói chung vỏ nó hơi cày, hơi cán nhiều nha. Này là Oppo A92, con A92 này nó bị nứt kính một xíu ở chỗ đây nha. Đó, mình có thấy rõ không đây, đó, nó nứt kính này, nó có mấy đường nứt nè. Con này RAM 8, bên mình đang bán con này với giá là 3 triệu 850 ngàn nha. Giá này là giá bỏ kính, anh em thử thầy nào thích dọn thì mua gì dọn. Cái này là cây VinMax Star. Con VinMax Star này thì bên mình đang bán với giá là 950 ngàn nha. Máy thì 97%. Hơi trầy. Xiaomi Redmi Note 8 Pro màu xanh. Con này nó trầy, viền camera nó hơi trầy nhẹ nha, không ảnh hưởng gì nha. RAM 6 và nhớ trong 64. Nói chung là hàng chính hãng còn đẹp. Con này là ngoại hình nó cũng còn rất là đẹp nha. Con này bên mình đang bán với giá là 3 triệu 550 ngàn. Con màu đen này thì máy đẹp 99 và bản này là bản 128 GB nha, RAM 6 và chứa trong 128. Con này bên mình đang bán với mức giá là 3 triệu 850 ngàn nha. Redmi C3. Con C3 này thì nó mẻ kính một xíu ở chỗ đây nè, này nó mẻ đó một xíu rất là nhỏ thôi. Con C3 này đối với mình thì nói chung là camera nó chụp hình rất là ok nha mọi người, rất là đẹp luôn á. Con này thì nắp lưng nó hơi bị trầy nè, do sẽ ốp lâu ngày nên nó sẽ bị trầy như thế này. Con này màn hình 6.3, RAM 3 bộ nhớ trong 32 GB. Bên mình đang bán cái con này với giá là 1 triệu 350 ngàn nha, Redmi 3. Cắn nhẹ phết trong đây thôi. Con này là Oppo R17, R17 thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu 250 ngàn. Samsung Galaxy Note 10 LED nha, con này nói chung là nó là bản 512 GB, máy thì đẹp 99% nha, Note 10 LED, RAM 12, bản 512 GB nha, hai SIM hai sóng. Con này hàng y như hàng công ty vậy, chưa kết bảo hành thôi.
Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 12 triệu 250 ngàn nha. RAM 12, bộ nhớ trong 512 GB, tha hồ lưu trữ luôn. Bản quốc tế 2 SIM. Con này giống như hàng chính hãng mà chưa kết bảo hành nha mọi người. Xài tất cả như hàng chính hãng luôn mà chưa kết bảo hành thôi. Còn con này là con Samsung Galaxy Note 10 Lite nha. Con này nó đẹp như mới luôn. Nó còn siêu viền rồi chưa lột luôn nha. Hàng chính hãng còn siêu viền rồi hết luôn. Con này thì RAM 8, bộ nhớ trong 128 và còn bảo hành chính hãng tới tháng 6 2021 nha. Con này thì máy đẹp như mới luôn. Bên mình đang bán con này với giá là 7 triệu 050 ngàn nha. Note 10 Lite, máy đẹp như mới, màu bạc đa sắc. Con này là con BlackShark 2. RAM 8 bộ nhớ trong 128, chip 855 nha. Con này thì bên mình đang bán với giá là 6 triệu. Xiaomi Redmi Note 9 xách tay chưa có tiếng Việt luôn. Con này thì RAM 4 bộ nhớ trong 128, camera 48 chấm, màn hình là 6.5 hay 6.6 gì đó mình nhớ không rõ nha. Camera trước nằm trong màn hình. Con này bên mình đang bán với giá là 3 triệu nha. Vivo Y30, Y30 thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu 2. Xiaomi Mi 8. Con này thì máy đẹp 98% nha, nguyên zin, đẹp 98, đẹp keng nha. Con này RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB nha. Con này thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu 650 ngàn Mi 8. Còn cây này thì đẹp keng nha, đẹp keng cũng 98% luôn. Con này RAM 6, bộ nhớ trong 64 luôn. Hai cây màu trắng. Như trong 64. Con này bên mình cũng bán với giá là 3 triệu 650 ngàn nha. Con này là chạy con chip Snapdragon 845, màn hình đó là màn hình AMOLED 6.3 inch, độ phân giải Full HD nha. Cái dòng Xiaomi này nói chung là dòng cao cấp của nó nên camera chụp hình cũng rất là đẹp nha. 3 triệu 650 ngàn. Con này Redmi C3. C3 thì bên mình đang bán cái giá 2 triệu 050 ngàn nha. Con này pin 5000, màn hình 6.5. Honor Play nha. Con này là con máy chuyên game, pin 4000, màn hình 6.3 hay 6.5 inch gì đây, độ phân giải Full HD nha. Honor Play, nói chung là con này thì nó còn rất là đẹp, 98% nha. Con này chạy con chip Kirin 970 nha, RAM 4 và nhớ trong 64. Bên mình đang bán con này với giá là 2 triệu 550 ngàn nha. Honor Play 2 triệu 550 ngàn, một con máy chuyên game. Con này chạy con chip Kirin 970 rất là mạnh nha. Màn hình đó là màn hình tay thỏ. Độ phân giải Full HD nha. Cho mấy con này tới thời điểm này là nó còn rất đẹp nha mọi người. Con này là con Oppo A31, A31 RAM 4 và nhớ trong 128 nha. Bên mình đang bán con này với giá là 2 triệu 950 ngàn. Redmi 5 RAM 3 bộ nhớ trong 64, chip 665, màn hình 6.5, pin 5000 luôn. Con này bên mình đang bán với giá 2250 nha. Và cái con màu xanh này thì bên mình đang bán giá 2 triệu 450 ngàn, tại màu xanh nó còn rất là đẹp. Redmi 5S nha mọi người, Redmi 5S RAM 4 bộ nhớ trong 128. Bên mình đang bán con này với giá là 2 triệu 750 ngàn nha. VinMark Lite RAM 6 GB nha. Con này thì ngoại hình đẹp 98%. Bên mình đang bán con này với giá là 2 triệu 650 ngàn nha. 2 triệu 650 ngàn VinMark Lite bản RAM 6 GB nha. Oppo Reno máy đẹp keng 99% nha. Reno máy đẹp nha mọi người, đẹp keng nha. 99% 98% 99%. Con này thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu 450 ngàn nha. Oppo Reno 4 triệu 450 ngàn, máy đẹp keng nha mọi người. Oppo A9 2020, RAM 8 và nhớ trong 128 nha. Con này thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu 650 ngàn. Và con này là RAM A5 2020, RAM 4 và nhớ trong 128 luôn. Bên mình đang bán con này với giá là 3 triệu 050 ngàn nha. Samsung S10e, S10e hàng chính hãng thì bên mình đang bán với giá 6 triệu 250 ngàn.
Redmi 7 nha, Redmi 7 RAM 3, một nhớ trong 32. Con này bên mình đang bán với giá là 1 triệu 750 ngàn nha. Con này là con Huawei Y9 2019 nha, màn hình 6.5, pin 4.000. Con này bên mình đang bán với giá là 2 triệu 150 ngàn nha. Máy thì ngoại hình 97% thôi, nói chung là nó sẽ chạy theo năm tháng. Xiaomi Redmi 7A RAM 2 bộ nhớ trong 16, màn hình con này chắc tầm 5.8 inch nha. Con này thì máy còn rất là đẹp, đẹp 97%. Bên mình đang bán con này với giá 1 triệu 250 ngàn, anh em là muốn chữa cháy thì mua nó. Con này là Huawei GR5, con này nó đời cổ lắm luôn nha mọi người. GR5 nha. Nói chung là nó bị trầy phớt bên này thôi, chứ còn nói chung là màn hình rồi nó vẫn còn rất là đẹp. RAM 2GB, con này bên mình đang bán với giá là 1 triệu nha. GR5, Huawei GR5, màn hình nó là 5.5 inch nha, độ phân giải Full HD. Con này là con Reno 2F nha, máy đẹp, keng 98,9%. Bên mình đang bán con Reno 2F này với giá là 4 triệu 250 ngàn nha. Mình còn hai màu, xanh này và màu màu xanh tím nha. Còn cái cây này thì nó bị cắn nha, nó cắn sườn. Con này bị cắn sườn thì bên mình sẽ bán với giá là, với lại vỏ nó cũng hơi trầy xíu, bên mình sẽ bán con Reno 2F này với giá là 3 triệu 950 ngàn nha. Vivo Y93 vân tay một chạm, camera kép, nói chung là vỏ nó hơi trầy nha. Con này màn hình là 6.3 inch, độ phân giải là HD nha. Con này bên mình sẽ bán với giá là 1 triệu 650 ngàn nha. Đây, nó bị cắn vỏ đây nữa nè. Nói chung là con này vỏ nó hơi tệ nha. Vivo V17 Pro, máy đẹp 99%. Con này thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu 850 ngàn, V19, V17 rồi chứ. Oppo Reno 3, Reno 3 bên mình đang bán giá 4 triệu 650 ngàn nha, Oppo Reno 3. Samsung A71 nha. A71 này thì bên mình đang bán với giá là 6 triệu 050 ngàn. A50s nha, Samsung Galaxy A50s. A50s thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu 350 ngàn nha. A50 đây, mình còn một cái A50 màu trắng. Máy hơi trầy vỏ nha, nhưng màu trắng trầy thì nó rất là khó thấy. Con này thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu nha mọi người. Oppo A92 nha. A92 thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu 650 ngàn, RAM 8 một nhớ trong 128 nha, máy còn đẹp 99 nha, Oppo A92. Hôm nay thì mình có một số máy về giới thiệu tất cả anh em nha. Anh em nào coi video của mình thì nhớ cho mình một like, share, chia sẻ nha. Nhớ bấm đăng ký theo để theo dõi kênh của mình luôn nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những clip của mình ạ. À.